Cho cho danh liền kìa. Vì anh đó của tao luôn kìa. Của ai? Là anh nào? À, anh Calamen phải không? Là của em. Rồi của em của anh là ai? Kế bên cha em luôn á. Là ai? Dạ, anh á. Là anh á hả? Bây giờ chịu cái anh nào chỉ luôn đi để biết đường tính cho. Nè. Anh quay phim đó phải không? Rồi chốt ha. Dạ. Anh ổng bệnh lâu rồi. Dạ. Chú có bị gì không? Mổ. Hả? Mổ qua tử năm nay 11 năm rồi. Mổ qua tử năm nay 11 năm rồi. Đây là nhà của gia đình hả? Nè, đây của bà già. Nhà em ở sao? Dạ. Nhà cái ông đó thì đó kìa. Đó, nhà ổng. Chú đó bị sao là cũng bị nó. Nghĩa vụ về bệnh luôn tới giờ. Nguyên hết trơn này luôn. Nghe em đây sao? Nhỏ đó con chị đó. Con của ai? Con của chú hả? Vợ chú đâu? Nữa đó. Bỏ năm nay bỏ 11 năm. Hả? Nhiên. 11 năm rồi. Vợ bỏ à? 13 năm. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 48 rồi, con gái mấy đứa? Ba đứa mà nuôi bà nội hết, đứa giữa. À, bà nội là nuôi bà nội một đứa, còn hai em này ở đây. Ờ, chào em xinh đẹp. Tên gì á em gái? Tên Trăng em. Đâu hỏi em này trước đi, chút xíu em đã hỏi sao ha. Em này tên gì? Quanh vậy. Hả? Quanh vậy. Quanh hả? Dạ. Kỳ Quanh hả? Nhiêu tuổi rồi? Dạ 17 tuổi. Ồ, đẹp gái ha. Có đi học chưa? Dạ nghỉ học rồi. Sao vậy? Nhà rồi cả khó khăn không có đi học nữa. Hả? Nhà hoàn cảnh khó khăn không đi học nữa. À, nhà hoàn cảnh khó khăn không có đi học nữa. Rồi mình không đi học rồi mình ở nhà làm gì nè? Làm việc nhà. Việc nhà. Giặt đồ, nấu cơm gì đó ha. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Có yêu ai chưa? Dạ chưa. Có muốn yêu ai không? Dạ học. Chưa. Sao vậy? Dạ không muốn yêu. Sao vậy? Có đồng tiền đẹp quá ha. Rồi em kia nữa. Con nói đâu à? Sợ lắm. Nhỏ nói điện thoại cho chú đó cho tiền thôi. À, con nói không? Không nói thôi. Nói gì? Nói con trời ơi. Rồi ở đâu hiện tại là tập trung ở trong này hết hả chú? Không có nhà tôi ấy sao? Đằng sau nhà chú này đâu chỉ con coi. Đi đường bên đây bên đây. À. Đi đường này. Đây. Chỉ. Anh Dũng. Con nói được. Anh Dũng ơi. Con bắt thảo à. Bà con kêu bằng cô bằng mẹ không? Bà con kêu bằng cô mẹ không? À. Nhà bà ảnh. Dạ. Nhà cái ông này đây nè, ông ngủ đây nè. Chỗ này là nè, em thấy ông ngủ gì nè, bởi vì chị mới điện cho em đó chứ không thôi nè, ông ngủ trong này nè. Ngủ trong góc đó sao ngủ? Ông ngủ đó đó. Ông ngủ đó là từ nước nổi luôn, từ hồi đó tới giờ ông ngủ trong đó luôn mà không có văn mùng văn gì hết trơn á. Dạ. Ông ngủ nè nè, chị không có nói dốc đâu, chị vô chị thấy hoài bởi vì chị nói trần quá trần luôn rồi. Nè. Ổng đem đồ vô nó làm gì đó nè, ổng ngủ đó, ổng cái chỗ đó là chỗ ngủ của ổng đó nha. Dạ. Ổng nằm trong đó đó, ổng ngồi đó đó, gần dựa đó là ổng ngủ đó. Rồi. Ờ. Vì là đi, lý do là đi bộ đội về. Đi bộ đội về là bị luôn tới giờ luôn. Ừ. Anh Dũng. Tuổi. À, năm mấy tuổi? Năm mấy tuổi rồi? Năm sáu năm bảy tuổi rồi đó. Ừ. Anh Dũng ơi, biết em không? Còn chút bán không? Ừ. Còn chút bán không? Bán cho ông Bụi đây. Ta luộc thịt tao. Bữa nay sao yếu là thấy đâu quá rồi, ít nói rồi đó, chị để mua chút đây nè, bán nói biết bán luôn. Thì gia đình nói chung là bị cái kiểu mà thần kinh hết luôn. Đúng, hết luôn á. Hai đứa em gái này nữa. Ba đứa luôn á, đứa đi nuôi bà nội luôn là ba đứa luôn á em. Rồi cha cũng vậy nữa nè, rồi đây nữa nè. Rồi ai đi làm nuôi ai bây giờ? Có ai nuôi ai đâu, giờ gạo thì từ thiện cho ăn không chứ đâu có ai nuôi ai đâu. Đó. Trời ơi. Nè đây cũng vậy nữa nè, đó mổ. Sao không đi lụm ốc đi hai người đẹp đây nè. Vô đi nè, nắng nè bé ơi. Đó, bé nãy tên gì? Vô đi hỏi em cho tiền nè. Quanh. Em gái cho tiền nè. Thôi kệ để đó đi chị, để thôi. Con Linh Phượng. Rồi biết rồi, tên Phượng, Bích Phượng hay là Ngọc Phượng? Ngọc Phượng. Ngọc Phượng phải không? 23 tuổi rồi. 23 tuổi rồi. Thế trẻ tưởng nó 13 tuổi không à. Sống gì nè. Em này em Quanh. Ừ, không đi làm thành phố đi, mượn đẹp đi rồi cái. Xong đi làm thành phố đi. Chứ biết làm gì. Biết làm gì đâu. Mình đi vô xưởng công ty hay là gì đó mà chưa đủ tuổi đúng không? Có giấy tờ chưa? Được rồi. Vì mà cảnh đời gì mà quá chừng bất hạnh vậy thôi nè. Rồi mẹ đâu? Mẹ bỏ rồi. Bỏ lúc mấy tuổi nè? 5 tuổi. 5 tuổi bỏ. Là chú là ba đứa con gái hết luôn.
Cái này mình có gen di truyền không vậy chị? Có không ta? Chắc có đó. Có gen đó. Đó, nó có gen đó. Bởi vì vậy đó, chăng vậy. Giống bên ngoại đó mà ngoại nó cũng vậy. À, cũng vậy là sao chú bị vậy? Nói chuyện cũng vậy. À. Không được như người ta bên bà ngoại nó. Dạ. Anh nhà có vợ chưa hả? Chưa. Nhỏ này nó đỡ là còn nhiều hai đứa bự anh nó. Này đỡ hả? Còn hai đứa kia rồi nó ấy. Nó đứa này với đứa kia đi nuôi bà nội nó rồi bệnh. Nhà 7 à. Không được đủ. Rồi nếu đi ngoài đường đâu có biết gì đâu, nữa thấy bình thường đẹp gái. Nói chung là có đồng tiền đẹp gái dễ thương. Cái này mà sơn môi lên nữa đẹp nữa. Có thần sơn môi chưa? Chưa. Có ai tặng chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Chút xíu cho anh tặng được không? Nhận không? Nào giờ có thấy ai xuống đây thăm chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Là nãy thấy anh xuống là bịt bịt miệng là mắc cỡ phải không? Có mắc cỡ không? Con Trăng ít anh này, còn con thích anh lắm. Thích anh này á. Đâu thích anh nào chỉ đây để biết đường. Thích anh này nè. Thích anh Caramel đó phải không? Thích anh Caramel. Rồi, chút xíu lấy cái số điện thoại của ảnh đi. Có điện thoại. Ờ, cũng chuyện, điện thoại không có điện thoại gì. Không có điện thoại hả? Dạ. Vậy nhắn tin sao? Vậy mới muốn cho anh này xuống thăm em ha. Tên gì hồi nhắc tên để tao quên tên á. Tên gì? Ngọc Phượng phải không? Dạ. Tên dễ thương quá à. Ngọc Phượng mình. Đàng hoàng đi mất cả cái gì không biết nữa. Cái đó ôm cổ con gách quần áo hết trơn bây giờ. Lại bà cô nè, lại bà cô đứng đây nè. Mình để một hồi bà cô giận là bà cô không cho tiền á. Lại đứng ơi bà cô cho tiền mới mua bánh. Trời ơi. Đúng rồi, miếng nước bạc. Bị ra trúng à. Quá trời, nói chung là ba đứa con gái mà không có được tỉnh táo để mà lo cho gia đình ha. Bây giờ nhà cửa chắc thì anh thấy có chỗ là đẹp trai đâu. Bởi vì Mai nói là đem em là mà quay là những mảnh đời rất là khổ Mai mới đem thôi chứ còn như giả tỷ thường thường thì cũng có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cũng như gạo thóc đồ cũng có ăn rồi bây giờ quá chừng cái cảnh này là nó khổ cái bằng nó khổ triền miên luôn mà khổ từ bà lão giờ là năm nay 90 tuổi mà bà vẫn khổ đó em thấy. Vậy là mà bà ngoại là bệnh rồi đi viện. Đi viện rồi bà ngoại đi viện bởi vì mình mới tình cờ là xuống đây là mới biết bà đi viện nè chứ hôm qua hôm sáng cho là tính đâu là bà còn ở nhà chứ không thôi bà về đi em thấy rồi bảnh thấy rồi thấy bà rồi khóc luôn á. Hai người tiền có biết xài không hả? Biết xài á này biết xài ờ biết xài tiền á chú ít á 5.000 10.000 biết xài còn anh này là không biết xài luôn nè. À, chú đó là không biết gì luôn không biết gì chung vô ổ đó là cái áo làm cái quần lại cái áo làm quần cái áo làm quần luôn. Rồi em sáng giờ có tắm rửa gì chưa? Rồi tắm xịt dầu thơm chưa? Rồi rồi đó tắm chài mấy cô nè sáng giờ quét nhà quét rồi hồi sáng rồi vậy đó hả dạ sáng năm sáng bữa trước chứ bữa nay chưa quét sáng hồi nãy mấy cô chưa vô là con quét trước rồi. Đây là nhà của mẹ của bà lão chú dạ đúng không dạ dạ bà lão là đi viện rồi dạ dạ bà đi hôm qua dạ đi hôm qua hả là bà lão bị ngoài bị gì chú? Bị gai sống giật quá đi hôm qua. À bị gai cột sống. Dạ gai cột sống. Sao đi. Không để cho em quanh này đi chăm đi em kia nó bị khờ sao chăm được chú? Được nó đi uống nuôi mấy đợt rồi nó đi quen rồi. Dạ. Thì nó mới cho nó đi theo bả nuôi bả với huyện với. Dạ. Bệnh viện. Nhà này nhà có gì không? Dạ không. Bà ơi, thầy thuốc uống không? Thuốc hay máu gì? Thuốc. Khà khí. Ờ, khà khí á. Hả? Thuốc khà khí à? Không phải máu à. Ừ, cũng máu rồi. Mít mà. Gì sống sao anh bảnh? Gì đó bởi vì nhà cửa trống trơn hả bà ngoại? Nó khà khí chứ không phải là máu. Hôm qua bà uống, bà ói. Dạ, rồi sao? Thấy địa cái anh Calamen hoài phải không? Đẹp trai không? Không, hỏi thiệt cái hỏi anh nó đẹp trai không? Đẹp. Đẹp phải không? Dạ. Chịu làm ai không? Chịu luôn hả? Nào giờ có bầu chưa? Chưa. Chưa phải không? Vậy là thấy anh này là ưng liều phải không? Dạ. Rồi, chốt kìa. Chốt nghe. Chút xíu đi cho. Nhà đừng có đi vòng vòng hồi là. Đâu? Ở đâu à? Mắc cỡ hai hoa gì? Đợi anh này. Quá trời quá đất rồi. Lại đây nè, đứng đâu á. Thôi, đừng nói tới nữa, hỏi em Quanh đi, ngồi đi em Quanh. Thấy em này cũng như tuổi mới lớn nè. Trời ơi, nhà cửa bề bộn quá vậy, nói chung là không có ai dọn dẹp được hả chị? Đó, thì chị nói nó không biết, phải nó biết thì nó mới dọn dẹp. Dạ. Chị nói là nó là 10 thì nó 7 đó, bà gì thử ra gì nè. Dạ.
Rồi cha thì cũng vậy nè, em thấy rồi bác thì cũng chú ơi chú ngồi đi chú. Chú lại đây ngồi đi. Mày phải ở chú luôn. Rồi vợ chú là quê ở đâu chú? Ở quê chợ Mỹ Tú. Dạ chú xách vô con của chú đi. À, quê vợ chú là ở chợ Mỹ Tú. Rồi bỏ chú bao lâu năm rồi? Mười ba năm rồi. Ba năm. Mà có thường lên xuống thăm ba ba cha con không? Không, có chồng khác. Có ba đứa khác rồi. À. Hôm nay là đi luôn tới giờ, hồi phát bệnh đi luôn tới giờ. Là ai bệnh phát chú? Em phát bệnh giờ đi tới giờ luôn. Bây giờ nói thiệt đi, ai nãy giờ thấy hai anh này, anh nào đẹp? Anh. Anh đẹp phải không? Thôi, hả? Anh này đẹp hơn. À, là em chọn anh đó phải không? Ừ. Còn em quanh là chọn đây. Trời ơi, sao bữa nay là hai anh đi, bữa nay bị chọn được chọn hết. Này đúng ý hết trơn luôn hả? Đúng ý hết trơn luôn. Anh có vợ rồi. Không biết. Anh có vợ rồi đó. Kệ, biết. Kệ luôn hả? Hốt luôn hả? Không. Ê, đăng. Nghĩ là hốt đi, có lại đi. Hốt cái này thôi. Anh lại chưa nè. Anh lại chưa. Vậy đó. Mắc cười quá. Vui, nói chung cũng vui mà vui, tội. Mà Bảnh thấy tội lắm, Bảnh thấy thà mà cái mà bác nó ngủ là thì Bảnh thấy là đứt ruột không? Dạ. Ngồi mà ban đêm cũng không có nhăn mũi không gì trơn, chỉ có ngồi là ngồi vậy là ngủ thôi đó. Thôi thường ngày mùng không gì hết. À, thôi thường ngày ai là người nấu cơm trong gia đình? Nhỏ thì nấu. Quanh nấu hả? Dạ. Cơm điện nó cũng do à, nó biết rồi. Biết nấu rồi làm đồ ăn sao chú? Ba bà nội em mặn. À, bà nội là bao nhiêu tuổi rồi? 80, 90 rồi. Ồ, 90 tuổi mà vẫn nuôi cơm, nấu cơm cho mấy đứa cháu ăn. Cả anh luôn phải không? Dạ. Ừ, hết trơn luôn á. Thì coi nhà, tổng cộng là 5 người bị không được bình thường. Đúng. Một người bà lão 90 tuổi phải nuôi 5 người. Ôi là trời, bây giờ bà lão đi bệnh viện rồi. Còn chiều nay ai nấu đồ ăn đây? Giờ không có, chưa không có nấu thì ăn có gì ăn nấy. Em thấy ông nói mà bà lão uống mà vậy đó mà không có ai mà để làm. Sao không lao đi bé đó, bé bự, bé gì? Bé Phượng. Bé kia bé hoài. À không phải bé hả? Em Phượng. Em Phượng được chưa? Dạ cũng cho biết rồi. À sao không lao cái đó đi cưng? Nếu mà không lao chút xíu là không có cho làm may cho cái anh Calamen đâu nha. Lao. Cái này sao đóng không được chị? Cửa nó cứng. Nó bị ấy rồi. Không có điều, nó bị xệ cánh á. Xệ. Kìa ta nghe lời nó đi lao. Đúng rồi, phải lao đi để hồi anh Calamen anh dắt đi uống trà sữa. Sao vậy? Ủa, uống trà sữa sao ói cục vàng? Nhúng nước. Ủa có lao không rồi ngồi đó chơi. Lao đi con. Nhúng nước rồi lao đồ. Trời đẹp gái mà. Trời ơi là trời. Nãy giờ thấy bé Quanh nè, có gì muốn nói với anh không? Lâu nay không gặp anh có buồn không? Không. Nãy giờ có thấy anh không? Không. Mới thấy bữa nay phải không? Sao thấy anh lại mà sao anh hỏi nãy rồi sao bịt miệng chi vậy? Ngại. Hả? Ngại. Ngại hả? Rồi hết ngại chưa? Chưa. Chừng nào mới hết? Không biết. 4 giờ rưỡi hết không? Em có biết đọc chữ không? Biết. Học lớp mấy vậy? 7 nghỉ à. Lớp 7 nghỉ. À, có thuộc của chương không? Học. Không thuộc hả? Mình có đọc chữ được không? Được. Thì cũng khá là đột ngột của chú anh chị. Thì bữa nay á, lần đầu tiên mà Bảnh đi thăm một cái hoàn cảnh là có 5 người đang bị là cái kiểu mà không có được bình thường. Và một bà lão phải chăm sóc cả 5 người. À, nay là cụ già đã 90 tuổi rồi. Nay đi nghe nói là đi viện. Hôm nay thì Bảnh tới thăm cũng như là dự định là giúp cho bà lão phần nào đó. À, hôm nay thì không được gặp. Không biết làm như thế nào nữa ha. Hàng ngày em nấu món gì cho gia đình ăn? Không biết nấu. Trời. Không biết nấu thôi, nghĩ biết nấu đi. Nấu cơm được phải không? Ừ. Nhưng mà làm đồ ăn không có được. Dạ, chiên trứng được không? Dạ được. Dạ. Chiên trứng đó. Được. Ừ. Sau này đi làm dâu người ta sao được, không biết nấu ăn. Ở đi chồng đâu mà đi làm dâu người ta. Hả? Không có đi lấy chồng người ta gì. Dự định không lấy chồng luôn phải không? Không, con biết nấu. À, vậy hả? Con biết nấu bầu với mốt á. Vậy là muốn, vậy là muốn lấy chồng chứ gì? Dạ. Biết nấu phải không? Dạ nè. Ờ, muốn lấy chồng thì nói muốn lấy chồng. Rồi nấu cá được rồi á. Là kho cá được phải không? À. Rồi nè, núp ở đó hoài sao mà nói chuyện đây? Tao đứng nấp, nấp cái đó con đứng lại chơi à. Mày nói, nó nghe nè. Em nấu ăn được phải không? Dạ. Nấu ăn được là món gì nói kể cho bà con cô bác biết coi. Cá thật á, chứ mốt với bầu thôi á. Để như đó đủ rồi. Để chung gì nấu hay sao, hay chiên hay là kho? Kho phải không? Dạ. Sao mà né nó rồi, thấy anh đẹp trai cứ né hoài vậy?
Bây giờ chịu cái anh nào chỉ luôn đi để biết đường nó tính cho. Nè. Anh quay phim đó phải không? À. Rồi chốt ha. Dạ. Ừ. Sao giờ muốn làm gì nói anh nghe coi quanh. Không biết làm gì luôn rồi sao sống? Không biết làm gì. Có gì làm đó. Hả? Có gì làm đó. Có gì làm đó. Bây giờ thí dụ có vé số đi bán không? Biết không? Biết đếm tiền không? Không biết tiền luôn. Đúng 17 tuổi không? Đúng không biết gì đâu. Ấy là 17 tuổi đúng không chú? Dạ 17 tuổi. Dạ. Đi học nhưng mà giờ biết cũng chưa, nó còn biết nữa mà. Giờ nó cũng nhỏ, nó vừa làm cái này đẩy đó. Đúng rồi Nguyên. Bé bên Phượng, bên chị Quanh anh. Ai là chị, ai là em đây? Ai, có là chị nha. À là Phượng là chị phải không? Dạ. À thằng kia thấy Phượng xinh gái hơn Quanh. Trời mắc cỡ nữa. Có dự định đi bán vé số không để tính cho nè? Không hiểu. Ở nhà làm gì? Ở nhà là nấu nước cơm mà thôi à. Nước cơm thôi. Dạ, bữa cơm mà thôi à. Nấu bữa thôi là nghỉ. Nghỉ lắm. Rồi lấy gì ăn, nấu có một buổi vậy? Dạ. Rồi cha con ăn với gì, cha con chiều nay. Cha nấu cháo cá đó. Thôi biết nấu cháo cá luôn, ai nấu vậy? Dạ. À, chú tự nấu hả chú? Dạ, cha con nấu rồi. Tự nấu anh. À. Vậy hai đứa con gái này không nhờ được rồi, ba đứa con gái không nhờ được luôn. Đứa đi nuôi bà nội rồi, nó đi nuôi. Ai là người giặt đồ hằng ngày đây? À, nói chung nãy giờ em Quanh này cũng chịu khó nhiều thứ quá ha. Mẹ em nói bảnh nó nói, ủa mà gia đình gì tới 5 người, chị nói thiệt, có sự thật luôn. Dạ. À, bữa nay em thấy rồi đó, em thấy cái chỗ ngủ của anh Dũng không là em thấy, làm thấy khổ cả nào. Không đâu. Sao? Đây nè, em chỉ với chị đây nè. Có khi nào hai anh em cự lộn không? Không. Không. Mà nay không nói với ai chứ. Con với bà cô luôn. Thì có người đẹp Ngọc Phượng thôi là cự lộn á, nhà này chắc Ngọc Phượng lớn tiếng á. Chắc ai nữa. Không có quậy nha. Không có quậy hả? Vậy Quanh quậy hả? Không. Quanh có quậy không? Dạ không. Ừ, thấy em cũng nít na dễ thương dễ chịu nè. Không chịu anh này không? Ê! Trăng! Trời trời dành liệt kìa. Anh đó của tao nha. Vì anh đó của tao luôn kìa. Của ai? Của em nè. Là anh nào? Đây nè. À, anh Calamen phải không? Ừ. Là của em. Đại gia. Rồi của em Quanh là ai? Kế bên cha em luôn á. Là ai? Là anh á. Là anh á hả? Ừ. Vậy là bữa nay là anh lại quay phim đây là hai người ở đây hết luôn hả? Họ hỏi ai về phải không? Người vậy đó hen. Bằng cô, bằng cô hả? À, cho bà cô về phải không? Về, cho bà cô về. À. Tại vì bà cô thường xuống đây mà nó biết. Dạ. Cô cho bà cô về à. Rồi sao Quanh? Sao em không nói gì đi chứ chị em nói quá trời kìa. Chị em nói anh nói. Hả? Không biết nói gì. Không biết nói luôn hả? Sao nãy giờ gặp anh e thẹn không biết nói. Chị nói đâu nói mà gì? Em có nói đâu. Không biết nói gì hết. Đổ mồ hôi luôn hả? Ờ. Nói nhiều quá. Vậy đó ha. Rồi sao mà tóc tai tết rồi không đơn đi nhộm đi gì đâu, màu đỏ vuốt cho thẳng rồi. Tắt nước hả? Vậy đó hen. Trời ơi, đổ lô ly uống chị gái ơi. Dở nguyên cái bình mạnh dữ à. Ê, ẩu rồi đó. Ủa rồi đó có đi học không, ba không Ngọc không Phượng học. Phượng không có đi học rồi, Quanh có đi học không? Dạ có. Đâu em hỏi ba em coi có không? Có. Có ai đi học không chú? Có. Bé nào đi học đâu? Cái này, đó, cái này lớp mấy chú? Lớp 7. Lớp 7 là đọc chữ rành lắm á, chứ không phải không rành đâu. Lớp 7 không có khả năng đi học nữa, cho nó nghỉ. Nó học lớp 8 à nè. Cái gì? Nó học lớp 8 à hả? Cái gì nó không nghe đâu. Lớp 8 hả? Học lớp 8 rồi. Ôi, hết hồn. Học lớp 8 mà sao mắc cỡ gì vậy Quanh? Sao lớp 8 mà không biết cũng chứ? Tại không thuộc. Là quên chứ, là thường ngày là ăn cơm xong là đi vòng vòng gì đó hả? Ừ. Mình có đi chùa đi gì không? Không. Ở nhà thôi. Ờ. Ừ. À, mình có. Ở nhà bấm điện thoại không á? Đâu điện thoại đâu bấm. Có đi. Có chứ. Có. Đâu? Tại nó hư rồi. Hư rồi hả? Bấm là bấm cái gì? Không có phim. Có phim hả? Chứ không phải lên Facebook, TikTok gì hả? Dạ không. Có bằng kém luôn. Rồi cái chị Phượng đẹp gái đó bao nhiêu tuổi, nãy giờ chưa hỏi tuổi nè. Ủa? 23.
23. Nói chuyện với nhỏ bằng gì ấy. Đó, chú la kìa. Nói chuyện giống em Quanh này nè, dễ thương nè, đúng không Quanh? Dạ. Thục Quanh phải không? Dạ. Ca sĩ Thục Quanh. Được không? Anh xin lỗi. Đúng rồi. Quá trời quá đất, uống nước bằng chén luôn kìa. Giống như uống rượu trên phim kiếm hiệp á. Rồi nấu cơm nước thì dọn cơm ăn đi, kêu người ta ở lại không nấu cơm nước gì em ơi. Mới nấu cơm. Rồi đồ ăn với cái gì bữa nay? Chú ơi, bữa nay nhà mình ăn với gì chú? Có mấy cá nãy mặn, đang mặn. Cá là mình đi đâu có? Đi ruộng. Dạ. Mặn có đang mặn. Chị ơi, như là chú này vẫn làm trong cái thời gian này, cũng như là chị nghe nói là chia sẻ là bị ảnh hưởng về cái thần kinh đó, có là có nhớ được hết không hay là không đâu, không nhớ hết đâu. Vậy là nãy giờ con em nói chuyện là ông nói sao? Lần vậy đó, nói qua nói lại thì con cũng nói sai tùm lum hết trơn à, không có chính xác được đâu. Đó em thấy vợ người sanh sao vậy đó, rồi không có biết gì hết trơn, nhà này 5 người luôn đó, như vậy hết luôn đó. 4 người là 5 người là vậy, rồi bà lão thì bà cũng lớn rồi. Dạ, bữa nay là em tính lại thăm là bà lão trước, là 90 tuổi á cả nhà. Ừ. Mình muốn thăm bà lão trước tại vì người già. Đúng rồi. Mà phải chăm cho 5 người bị bệnh như thế này. Và ngày hôm nay thì không gặp bà lão thì không biết làm sao, chắc hẹn lại dịp sau quá chị hả? Đúng rồi, nhưng mà hẹn lại dịp sau mà, nhưng mà có Mạnh Thường Quân nào mà em chích ra cái quỹ em cho cái em đó nó bị bệnh mà nó mới nằm viện về đó, cho nó có ai bị bệnh. Đó đó, mới đi nằm viện về đó. Bé Quanh hả? Không, à, dạ, chú hả? Cũng như có Mạnh Thường Quân nào mà em chích cái số tiền của Mạnh Thường Quân đó giúp đỡ cho em đó, có tiền như ở nhà bà lão bà đi rồi thì cũng không có tiền, mà bà ở nhà cũng không có tiền đâu. Dạ. Nhưng mà có tiền để cho mấy đứa nhỏ này nó ăn uống rồi chút đỉnh thôi, chứ cũng như nước tương thường thì cũng nước tương biết, không. Biết xài tiền không? Biết. Chú biết tài tao tiền 500 không? Dạ, biết. Biết hả? Rồi giữ tiền được không? Được. Chứ để hồi ấy, Phượng lấy hết luôn á. Ê, cô chưa lấy hết à? Có lấy không? Không, con cho nó 10 ngàn rồi mới có đó. Nè, cho 10 ngàn nè. Không, không cho là khóc đó, không. Giờ cho 10 ngàn lấy không? Anh lấy, xài đi. Vậy đó hen. Rồi, hồi tôi đưa, tôi cho em. Cho qua, cho Quanh hết luôn. Cho Quanh. Hồi đi cho Quanh hết luôn. Còn anh này... À, chút xíu cái anh Calamen cho riêng phải không? Dạ, cho riêng thôi. Dễ thương quá trời luôn. Mà không cho là hồi khóc đó, đi về khóc vậy luôn á. Thôi em không có để đâu. Về ngủ một thứ. Bây giờ mới lần đầu tiên tới thăm một hoàn cảnh này, nói chung là cũng vừa vui mà vừa buồn cho gia đình. Đúng rồi. Nói chung là cái cảm xúc của con người thì ai không, tất cả các anh chị xem đi rồi á, không ai muốn gia đình mình như vậy. Nhưng mà một sự biến cố nào đó hay là một cái gen di truyền nào đó, mới cái hoàn cảnh của gia đình nó có sự như là không được ổn định về thần kinh. Và hôm nay thì Bảnh tới đây Bảnh chia sẻ một đoạn clip ngắn cho tất cả cùng quý khán giả được biết thôi. Bảnh cũng có thể là theo lời chia sẻ của một người chị gái. Chú đây thì cũng như là mới xuất viện về. Thì Bảnh sẽ chích một phần tiền của Mạnh Thường Quân nữa để cho giúp cho gia đình. Cũng như là giúp cho chú 1 triệu đi ha. Ừ. Để chú mua gạo, cái thứ mua một bao giùm con. Như là chút xíu chị có thể là nhờ ai đó chở một bao gạo trước. Đúng ha? Để mình nói chung là họ như vậy mình không nên để tiền nhiều cũng không tốt. Bây giờ chủ yếu là có gạo cho 25 kg. Rồi chị kêu mua thêm cá hộp đi. Ừ, cá mòi ha. Dạ, mua cá mòi đi rồi cho họ có thể tự. Cái đó cá mòi mình khỏi nêm nếm, mà chỉ hâm nóng là ăn được rồi. Đúng rồi. Chứ giờ nếu mà để tiền nhiều cũng không biết xài như thế nào, và không biết thế nào để rớt mất tiền là uổng tiền. Tại vì cái đồng tiền giờ cũng khó là kiếm lắm, nó là hiếm. Hiếm. Nhưng mà cái hoàn cảnh bên kia của anh Dũng là mấy thợ đồng nghiệp đứt ruột luôn á. Mà nếu cho mà có chung cái đi. Ăn chung có khi ảnh cũng ăn riêng. Ừ, ảnh ăn riêng á. Chị đi mình múc một tô chứ trời, cho ảnh nấu cũng đâu có nấu được đâu. Đúng rồi, nấu cũng nấu được mà ăn cũng không ăn thì có cơm thì lại ăn. Cái hoàn cảnh hồi nãy cả nhà mình thấy là một người chú cũng bị mắc bệnh chứng tâm thần đó. Ừ, đúng rồi, chứng tâm thần mà đi nghĩa vụ về là bị luôn tới bây giờ luôn, rồi bắt đầu nó cứ đeo mang hết luôn, 5 người này như vậy luôn. Nên thấy nhà cửa là chị nói bằng sự thật là cho mà Mạnh Thường Quân với bà con biết đó là đâu. Không phải là mình nói gian nói dối gì. Bây giờ em lại đem quay thì em thấy hoàn cảnh đó. Tại vì chị thì đi những mảnh đời này là chị thấy là quá chừng bất
cũng như là bác Hạnh này, bởi vì chị mới nhờ em lên để quay cái chương trình này lên đặng cho mà bà con Mạnh Thường Quân có giúp đỡ được á, thì hoàn cảnh này thì giờ chị thay mặt á, bên phụ nữ chị cũng rất là cảm ơn. À, mà em rồi các mà Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đó, cũng như có cái duyên thì sẽ lại một lần sau sẽ giúp đỡ cho bà lão cùng anh Dũng, cũng như có cái chỗ ăn chỗ ở đó nó sạch sẽ hơn. Còn gì đây thì em thấy đó, trời ơi, nhiều khi chị lại hả xình lội ngang đây nè, chị cũng dẫn vô chị cho tiền đồ đầy đủ gạo đồ thóc đồ, lúc nào chị cũng phải dành riêng cho mà bà lão ở đây, tại vì hoàn cảnh của bà lão là đeo mang suốt rồi 90 tuổi mà vẫn bây giờ vẫn nuôi từ mà năm người như gì nè, em thấy quá chừng khổ. Đúng ra nè, em quanh nè phải tập lập đồ ăn, còn người đẹp Tinh Phượng thì cho giặt quần áo, mỗi người một công việc để giúp bà ngoại hay bà nội đi. Bà nội giúp cho bà nội đỡ, tại bà nội cũng lớn tuổi 90 tuổi rồi. Em phải làm rồi á, rồi sau này mình biết công việc nấu ăn giặt giũ, mình còn lấy chồng nữa. Có lấy chồng không? Không luôn bà hả? Chị á. À, dạ, dạ. Anh này nhờ. Rồi Phượng lấy ai? Có lấy chồng không? Dạ biết. Lấy ai? Lấy anh Calamen hả? Rồi đẹp trai không? Đẹp trai mà ảnh mặc quần rách kìa. Vậy là vừa không? Thấy hai đứa vừa chưa? Vừa giả luôn phải không? Rồi vừa giả luôn kìa. Khỏe luôn ha, hôm nay Calamen là có người đẹp. Con phải dọn sạch sẽ nhà cửa hơn chút nữa, như đồ ăn đồ uống là con phải dọn hết. Là tại vì bây giờ mấy cái này là cái mấy cái vi khuẩn đó, nó vô rồi nó mang bệnh là bệnh nội nè, rồi bệnh con nè, bệnh cha, rồi chim bác con nữa. Là con phải về làm cho sạch sẽ. Trường hợp như vậy á, bé gái nó khờ á, sợ những cái giống là một chút mấy người mà có tính xấu thôi, dụ dỗ đi đây đi đó, sợ tội nghiệp em đó. Tại người nhà là 5 người đã bị như vậy rồi. Mà người... ai bảo được ai đâu mà giữ được đâu, nành ai nấy đi, lúc nào nó cũng ở, có khi nó ở ngoài lộn này ban đêm là thấy nguy hiểm rồi đó. Chị đi ngang đây thì chị đi ngang, chị chạy qua chạy lại nghe nè, không nên để người ta bắt cóc đi hết nha. Sợ không? Con nhỏ kia là nhỏ em hay gì? Nhỏ chị bị nhỏ giữa hả? Thôi sao không bắt chị Phượng đi cho rồi. Nhỏ kia coi như nhỏ này hơn nhỏ kia hả? Cao ốm hơn hả? Không, nhưng mà nhỏ kia nó biết vậy, nó cũng vậy đó, nó không cũng vậy nó cũng y chang vậy đó, không có dọn dẹp gì được hết đó. Dạ, đó dạ. Nó 20 tuổi rồi. 20 tuổi hả? Dạ. Rồi chị Phượng này là 30 phải không? 23. 23 á, trên giống 32 quá, á lộn 13 tuổi. Dạ. Lùng hơn ta 23 nè. Vậy? 23 lùng hơn nè. Như đó đụt hơi lùng gì nữa? Nè, đụng hơn anh này luôn không? Rồi, nãy giờ cái địa anh Calamen hoài rồi nha. Hoài, lại gặn anh Calamen hoài à, he. Tối nay lấy số điện thoại đi, kết bạn Zalo đi. Không biết số điện thoại của anh, cô biết không? Trời ơi, anh bảnh cho tiền à, cha rồi kìa, không có cho anh, ấy không cho em con rồi Phượng ơi. Anh ai lên này rồi cho. Vậy đó hả? Còn hồi anh không cho, rồi có khóc không? Không. Vậy hả? Thôi thì bây giờ em cũng nhờ chị là một người là hội phụ nữ ở đây. À, đúng rồi. Bây giờ em sẽ chích tiền của Mạnh Thường Quân ra 1 triệu. Và em nhờ nãy có nói là mua một lốc cá bò hộp và một bao gạo đi. Rồi, dạ. Còn nhiều thì đưa cho chú giữ. Ừ, ha, dạ, em nhờ dạ. Chị sợ gia đình không biết đường mua. Rồi. Kính thưa tất cả các chú chị cùng quý khán giả. Thì ngày hôm nay thì Bảnh xin chích tiền của cô Lê Nguyên ở bên Cali. Thì nhiều lần cô ủng hộ cho bằng Bảnh đi thăm những hoàn cảnh. Thì số tiền còn lại của cô là 5.700.000 đồng. Và ngày hôm nay thì Bảnh xin chích ra 1 triệu chẵn, còn lại là 4.700.000. Bảnh sẽ đi thăm những hoàn cảnh kế tiếp. Một lần nữa cho bà Bảnh gửi lời cảm ơn đến gia đình của cô, cũng như là cô luôn luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn tất cả các quý Mạnh Thường Quân đã gửi tiền trước cho Bảnh, thì Bảnh mới có điều kiện đi thăm những cái hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm nay. Và em xin thay mặt cô Liên Nguyên Cali chích cho 1 triệu. Thì để giúp cho gia đình mua một bao gạo và một nấu ăn gì đó ha. Chị mua giùm em ha. Bây giờ thì cho con nói là con là hội phụ nữ của mà ấp Mỹ Khánh A, thì nhận phần tiền này là của cô Lê Nguyên. Cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe.
Dạ. Giờ gia đình mà làm ăn mà phát đạt lên, đặng mà giàu có lên, đặng giúp đỡ những mảnh đời khác nữa, cũng như là những mảnh đời này, thì nếu mà có cái duyên thì sau này cô có mà có tiền thì cô cũng giúp đỡ những mảnh đời này, thì con cũng rất là chân thành cảm ơn cô nhiều. Dạ. Một lời nữa con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Thì Bảnh xin nhắc lại một lần nữa, thì số tiền của cô Lê Nguyên thì còn lại là 5.700.000 đồng. Và ngày hôm nay thì Bảnh cũng đã trích ra 1.000.000, thì còn lại là 4.700.000. Bảnh sẽ đi thăm những hoàn cảnh khác. Rồi bây giờ thì tiền anh cũng đã trao rồi, nhờ cô. Cô Mai lấy à, bà cô lấy à. Đi mua gạo và một bộ đồ là màu đỏ cho em Phương á, Phượng nha. Không, một áo à. Một áo. Áo rồi, không có mua quần hả? Mua quần bộ mặc đi. Dạ. Giống anh Calamen mua quần gách gì đó không? Mua quần gách vậy luôn. Dạ. Chơi lớn gì đó hả? Trời. Chơi lớn luôn. Vậy là em có mua gì không? Dạ. Mua gì không Ngọc Oanh? Dạ không. Này cảm ơn ông bà đi nè. Con cảm ơn đi. Ông bà. Mua bánh à? Mua bánh vậy nè, cho tiền mua bánh này, không có lấy tiền đó được. Tiền này anh cho nè. Dạ. À, biết tiền không? 50. Vậy đó hen, để bữa nào đi, bữa nay không có tiền. Dạ. Giờ cho 20 lấy không? Lấy. Nè 20. Nó dễ thương. Rồi. Còn rồi. Hết tiền lẻ luôn. Hết tiền lẻ luôn. Rồi, rồi cho em 20 luôn đi cho đều. Ha. Muốn mua gì mua ha. Mà cái này mua mua ly trà sữa uống được rồi. Ha, cái nào giờ uống trà sữa chưa? Dạ rồi. Dạ uống rồi. Thôi chị rồi là tôi biết rồi. Rồi tiền như lúc nào mà ấy rồi tiền đâu mà đi mua sắm đồ đạc đồ, con đâu có tiền. Mua. Dạ. Có con. Dạ con. Ờ, mua năm con mua cho con ông à. Ừ. Có con. Nè, em Phượng này chắc khỏi mua áo size lớn đâu. Cái nhỏ. Size nhỏ nhỏ thôi cho nó gọn lại đẹp gái ha. Dạ. Rồi có đi tỉnh như dụi tóc không? Để nói với anh Calamen chở đi dụi tóc luôn nè. Dạ, để hồi anh đang quen không chịu đâu. Chịu. Chịu. Hỏi anh đi. Sao chịu không? Hỏi anh đi. Em có đồng ý đi không? Hỏi anh đi, hỏi con đi. Trời ơi, nói chuyện mà cứ đi suốt à. Thôi giờ anh về nghe quanh nha. Vậy con cảm ơn em cảm ơn đi em. Rồi không sao. Cảm ơn. Ừ. Dạ dạ. Chúc Mạnh Thường Quân nha. Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đi em. Dạ kệ đi gia đình bị vậy mình không có bắt buộc được. Mình có cái tấm lòng vàng đến đây cũng chia sẻ những cái hoàn cảnh, thì đến đây để mình chia sẻ những cái hoàn cảnh họ khó khăn nói chung trong cuộc sống mà không ai muốn cái gia đình của mình là bị hết như vậy. Mà cái này cái do cái phước phần của họ như vậy thì thôi, mình còn bình thường thì mình cứ đi giúp họ đi, mình chia sẻ yêu thương đến như lá lành đùm lá rách đi. Lá rách đùm lá nát, nói chung là chia sẻ hoài đó. Nói chung là em cũng vậy, em còn sức thì em cứ đi làm. Đúng. Giúp cho mọi người. Nhiều khi em được cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân như là gửi tới trước thì em mới có thể đi thăm và trao. Đúng. Giống như ngày hôm nay. Còn không có tiền Mạnh Thường Quân thì em đến đây chắc chắn là em chưa có tiền để cho đó. Bởi vì cũng rất là tội nghiệp, thì người ta gọi tới thì người ta rất là muốn được giúp một bao gạo hay là 1.000.000 đồng để họ xoay sở công việc mấy ngày về sau. Bởi vì cũng rất là chân thành cảm ơn các quý Mạnh Thường Quân trong nước cùng ngoài nước luôn quan tâm giúp đỡ cho kênh Vòng Bảnh, gửi tiền trước trong nguồn quỹ để mà đi thăm. Bây giờ thì Bảnh không còn quỹ nữa. Xin cảm ơn tất cả các chú anh chị quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các chú anh chị ạ. Kênh Vòng Bảnh.